Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có một nhà văn đã nói rằng nhan sắc của người phụ nữ là vẻ đẹp nguy nga của đời. Có được một làn da trắng hồng và mịn màng không chỉ là vốn quý của riêng người phụ nữ mà nó còn là vẻ đẹp lụa là cho đời. Chính vì vậy mà việc quan tâm chăm sóc làn da ngày càng được quan tâm nhiều hơn nữa. Chương trình Nguồn dinh dưỡng cho da sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin thật hữu ích để quý vị có thể hiểu rõ hơn về làn da của mình, đồng thời giới thiệu một liệu pháp chăm sóc da mới đang được nhiều chị em phụ nữ áp dụng. Trước khi bắt đầu với việc chăm sóc da thì có một câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời, đó là chúng ta đã hiểu gì về tầm quan trọng của da đối với cơ thể? Da là một bộ phận lớn nhất của cơ thể chúng ta. Da bảo vệ cơ thể trước các tác nhân của môi trường như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường và giúp tránh tổn thương, nhiễm trùng, bảo vệ các cơ quan nội tạng. Da còn có chức năng bảo vệ cơ thể chống lại tia UV, vi khuẩn. Da cũng giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể, đào thải các chất cặn bã và là cơ quan nhận biết cảm giác và cảm xúc. Với người phụ nữ, làn da còn thể hiện nét đẹp thẩm mỹ và là món trang sức quý giá không gì sánh bằng. Làn da khỏe đẹp chỉ có được trên một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái. Làn da được xem là đẹp khi vội đủ các tiêu chuẩn sau: da mịn màng, không mụn, không nám, không tàn nhang, màu da tươi sáng, hồng hào tự nhiên, da không có nếp nhăn, lỗ chân lông nhỏ, da không quá nhờn, da không quá khô. Với những thông tin trên thì chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của da đối với cơ thể con người và đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Như vậy chúng ta đã gìn giữ và chăm sóc làn da của mình như thế nào? Bên cạnh việc sử dụng các loại mỹ phẩm chăm sóc da, tôi cũng bảo vệ làn da của mình tránh khỏi khói bụi do ô nhiễm môi trường. Tôi thường xuyên tập thể dục cho da, uống đủ nước, tránh dùng các chất có hại như trà và cà phê. Công việc của tôi đòi hỏi tôi phải giữ một làn da sáng và đẹp. Do đó tôi thường xuyên sử dụng các loại mỹ phẩm như là sữa rửa mặt, kem dưỡng da cùng với một chế độ ăn uống hợp lý để cho có một làn da tươi sáng và mịn màng. Ngoài việc sử dụng các mỹ phẩm chăm sóc da thì tôi vẫn duy trì một chế độ sinh hoạt điều độ như là ngủ sâu và đủ giấc. Nhưng đồng thời tôi cũng cung cấp dưỡng chất cho cơ thể một cách hợp lý. Và để chăm sóc cho làn da của mình thì hàng tuần tôi vẫn đến các trung tâm thẩm mỹ. Trên đây là kinh nghiệm chăm sóc da của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì không phải ai cũng có thời gian để mà chăm sóc làn da của mình, đặc biệt là các chị em rất là tất bật với công việc, gia đình và cuộc sống. Chính vì vậy mà không phải là ai cũng có được cái cách chăm sóc da đúng cách và hợp lý. Và trước khi bắt đầu chăm sóc da thì chúng ta hãy tìm hiểu đặc điểm của da. Theo cấu trúc da thông thường, bên dưới lớp biểu bì là các mô liên kết. Lớp thượng bì bao gồm những sợi collagen. Nhờ các mô liên kết mà da có thể co giãn và đàn hồi tốt. Lớp hạ bì có chứa tuyến mồ hôi, năng lông. Lớp mỡ là lớp đệm của da, giúp da căng và đầy đặn hơn. Thành phần collagen, protein chủ yếu chiếm đến 75% thành phần của da sẽ giảm đáng kể khi da bị lão hóa. Điều này dẫn đến việc cấu trúc da bị thay đổi, các tế bào chết được phục hồi và thay thế chậm, tuyến nhờn hoạt động kém hiệu quả, lớp mỡ mỏng dần đi, cùng với việc gia tăng gốc tự do, lỗ chân lông giãn rộng, sợi đàn hồi mất khả năng định hình, da không còn săn chắc mịn màng. Thực ra, con người từ khi sinh ra đã đồng thời tồn tại cả hai quá trình, lớn lên, phát triển và lão hóa. Chỉ có điều khi còn nhỏ
thì sự phát triển chiếm ưu thế nên rất ít nhìn thấy sự lão hóa. Càng lớn lên thì tốc độ lão hóa diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn, mà biểu hiện lão hóa nhẹ nhất có thể quan sát được bằng mắt thường là sự lão hóa da với các biểu hiện da khô, thô ráp, sạm màu, mất đi sự đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn. Nếu lão hóa da đã xảy ra rồi thì việc phục hồi sẽ rất khó khăn. Vì vậy nên phòng ngừa lão hóa da ngay cả khi tuổi còn trẻ. Chúng ta có thể bảo vệ da với hai phương pháp: bảo vệ từ bên ngoài và bảo vệ da từ bên trong. Bảo vệ từ bên ngoài đơn giản bằng cách không nên để ánh nắng chiếu trực tiếp lên da quá lâu. Ra ngoài nắng nên có áo dài tay, mang găng tay, đội nón mũ rộng vành, thoa kem chống nắng. Việc chăm sóc da trực tiếp từ bên ngoài sẽ góp phần làm cho một làn da đẹp. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng sẽ là một nền tảng vững chắc để duy trì được một làn da trắng hồng và khỏe mạnh. Do đó, song song với một chế độ dinh dưỡng hợp lý, việc bổ sung các thực phẩm có chứa collagen, khoáng chất và vitamin sẽ góp phần làm trẻ hóa làn da. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu các phương pháp chăm sóc da từ bên trong. Để chăm sóc da từ bên trong, chúng ta cần chú ý đến những phương pháp sau: ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước, nhiều rau xanh có màu lục đậm, cải xanh, bông cải, cải son hoặc màu vàng đỏ, cà rốt, cà chua, cam có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống lão hóa da hiệu quả. Giảm ăn mỡ động vật mà thay bằng dầu thực vật. Tuy nhiên, không nên kiêng tuyệt đối dầu mỡ vì sẽ làm giảm hấp thu vitamin tan trong dầu. Trong đó, vitamin A, D, E, K sẽ làm da trở nên khô. Đặc biệt, chúng ta cần bổ sung thành phần collagen để tăng độ đàn hồi cho da.